dành tình cảm cho mình nè, thì cho nên là bây giờ cái tâm trạng anh mới tụt dốc vậy đó. Thì em thấy chắc là được, tiến tới được. Bạn bè cho em cái mốc là 3 tháng mà còn quen với ảnh thì mới nói chuyện. Mà lúc đó là 4 tháng rồi mà em còn chưa chắc ăn nữa. Trong cái khoảng thời gian mà em không có điện thoại như vậy, rồi nếu như gia đình mà có một cái sự cố gì đó làm sao mà liên hệ được với em? Có hôm đó có sự cố. Có sự cố. Cái ngày hôm đó thì bà nội em mất. Dạ, có nghĩa là từ lúc cái điện thoại nó tắt nguồn cho tới lúc mà em hay bà nội em mất luôn là qua một đêm, là bà nội em mất lúc 4-5 giờ sáng. Muốn gọi điện lên để mà kêu báo về cho về Hậu Giang lần đi đây về tới đó tới 4 tiếng, 4 tiếng rưỡi. Rồi sao? Tới trưa em mới hay. Rồi mới tích tắc chạy về. Cũng may về tới nơi thì vẫn còn kịp để mà nhìn lần cuối. Nhìn lần cuối nha. Rồi khi nào thì em mới dẫn bạn gái về công khai với gia đình bên mình? Cũng mới quen vài tháng rồi là em cũng đưa về nhà giới thiệu nhà em rồi. Rồi bao lâu thì tụi em tổ chức? Tụi em thì đang đăng ký kết hôn hôm trước Tết vừa rồi, tháng 12 vừa rồi. Thì tính là ăn Tết xong sẽ đám cưới. Thì ăn Tết xong là dịch đến bây giờ luôn, đặt nhà hàng xong hết, in thiệp xong hết, chụp hình cưới xong hết, đến giờ này chưa đạt được luôn. Trong khi con là tháng sau là thôi nôi rồi. Giờ từ lúc mà chưa có con mà cho tới bây giờ con thôi nôi luôn. Mình cũng đã là vợ chồng rồi, chỉ có điều bây giờ mình có một cái bữa tiệc để mà ra mắt bạn bè cho nó vui này kia nọ. Như là phụ nữ con gái mà thì con gái ít nhất phải một lần lên xe hoa, phải được mặc áo cô dâu. Em muốn vậy mà được những điều đó. Tụi em quen nhau bao lâu thì bắt đầu mình đăng ký kết hôn mà mình chính thức là dọn về ở chung với nhau? 2 năm, quen 2 năm thì đăng ký kết hôn. Mà chị hỏi nè, khi mà hai đứa quyết định là sống chung với nhau như vậy là đã có ý định là có con liền chưa, hay là cái đó là nó là sự cố mà có con sớm hơn? Dạ không, mọi kế hoạch là được vợ chồng em lên kế hoạch hết. Em tính phong thủy, năm nào mang bầu sinh đứa bé đó phải hợp với mạng ba mạng mẹ không? Kỳ quá. Trong cái giai đoạn mà mang bầu á, thì là cái ngày em sinh á, thì là nguyên một tuần đó là anh quay hết kín ngày luôn, chỉ nghỉ đúng một ngày thôi. Xong anh về anh soi sau bụng, anh kêu là con ơi con có ra ngày hôm nay nha, chứ nếu mà ngày mai con ra thì ba không biết làm sao luôn, lúc đó ba không có ở nhà. Ngay hôm đó em bé lại ra luôn. Rồi bây giờ vậy này là về ở chung nhau rồi ổng có tật. Rồi em là Lê Huỳnh Như, năm nay em 26 tuổi, công việc hiện tại của em là diễn viên. Chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Vợ Chồng Son. Mình là nhạc sĩ Khánh Đơn. Khánh Đơn sinh năm 1983. Trời ơi em trẻ trung say đắm quá vậy trời. Sao em... Chứ nhìn em là với cái phong cách này, với cái kiểu như là cái phong cách sáng tác nữa ha. Nhìn em á kiểu cỡ hăm mấy thôi à. Mà search Google Khánh Đơn ra là đề đến năm 87 lần. Em bắt chị vô sữa. Quá. Hồi đầu em quen anh Đơn là em đón anh Đơn sinh năm 88 cơ. Thấy chưa? Em dễ lắm. Lần đầu tiên em gặp anh Đơn là như thế nào? Gặp anh ở trong một buổi tiệc của một người bạn. Em nhìn anh giống như là phong cách của mấy cái anh tài tử Hồng Kông á. Nhìn từ xa thì ảnh rất là lạnh, nhưng mà lúc mà mình tiếp xúc gần á thì mới biết là trời ảnh hài hơn mình. Dạ lần đầu tiên em gặp thì em bị thu hút bởi thấy một cái nét xinh đẹp rất là nhẹ nhàng và đầm thắm, rất là dịu dàng. Thì em bị lừa ngay khúc đó. Em phi qua em làm quen liền. Mà anh Đơn hồi lúc đó dễ thương lắm, nói chuyện khiến người ta cười không à. Có nghĩa là cái hình nền á, giữa cái tính á là nó khác nhau, đúng không? Em là chủ động là cua cô này đúng không? Dạ, ngay hôm đó là em cua luôn rồi. Ngay hôm đó luôn? Dạ, nhanh luôn. Dạ. Thì nhưng mà lấy số điện thoại thôi. Xong rồi hôm sau mới rủ đi ăn. Cua cô gái này chỉ là cái thời gian rất là ngắn thôi, đúng không em? Dạ, với một cái người có nhan sắc như em thì ngắn lắm. Đó, tự tin đó. Cái kiểu tự tin đó mà hài hước đâu, gái càng bao lâu nè, chắc tầm khoảng tuần vậy. Tuần là dính rồi. Trường hợp cá biệt với em là lâu đó. Còn bình thường là khi mà em đặt mục tiêu ra là khoảng 3 ngày. Nhưng mà trong một tuần đó, anh Đơn đó, em thấy ảnh thể hiện như thế nào? Thể hiện rất là tốt, anh rất là chịu khó chi tiền. Tại vì cái dịp đó là gần ngày sinh nhật của em. Cho nên là anh mua rất là nhiều quà. Xong rồi anh book vé hai đứa đi du lịch nước ngoài chơi luôn. Thì lúc đó đi có bạn em nữa, có hai thêm hai người bạn em nữa. Thì mình thấy anh này khá ok, ảnh cũng hòa đồng với bạn bè của mình nữa. Rồi thì em tiến tới luôn. Nghe nè, nhưng mà có tìm hiểu gì về ảnh không? Dạ có, bạn bè xung quanh em kêu anh Đơn đào hoa lắm thôi,
Sau 3 tháng nếu mà quen bền á thì lúc đó hãy nói chuyện, hãy giới thiệu với bạn bè. Chưa tới 3 tháng mà hai người đã xong rồi thì thôi đừng giới thiệu, ảnh đào hoa lắm. Thì em cũng cãi lại nhưng mà không ngờ là ảnh thiệt tình với mình. Em tự đoán là nếu mà cô gái nào mà quen mình thì chắc chắn xung quanh sẽ có người, nhiều người cảnh báo lắm. Tại vì thật ra là nếu sợ Google đó thì cái thông tin của mình đa phần là về đào bất hoa hảo. Là một thành phần bất hảo. Nhưng mà bắt đầu từ khi nào thì em cảm thấy là thôi chết rồi, em yêu cô này thiệt rồi? Đợt em đưa vợ em về quê, quê vợ em ở Hậu Giang. Đưa về chơi thì em mới biết được cái gia cảnh Như thì cũng hầu như giống như của em. Thì giống như từ hồi nhỏ thì là ba Như mất, rồi mẹ Như đi lập gia đình khác. Như sống từ nhỏ đến lớn với ông bà nội. Còn em thì ngược lại, vợ em thì từ nhỏ mẹ mất, ba em đi lập gia đình khác. Em cũng sống từ nhỏ đến lớn với bà nội. Từ cái hoàn cảnh đó làm cho mình đồng cảm, mình dành tình cảm cho Như luôn. Rồi các bạn quen nhau là cái tình cảm á, nó có bị có những cái sự cố gì nó xảy ra hay không, trục trặc có gì? Ghen tuông rồi có này cái nọ không? Cũng có một lần ghen đó. Ai ghen? Em ai? Ghen hay là em, Như ghen? Có bắt gặp tin nhắn tin lả lơi đưa đẩy, đập luôn cái điện thoại luôn. Nhưng mà em bắt gặp cô này nhắn tin rồi này kia nọ. Dạ, nhắn tin là nói chuyện với bạn trai cũ. Thật sự như vậy nè, trên tiếng là đã nói là quen anh này rồi, nhưng mà mình vẫn đang trong cái giai đoạn là tìm hiểu, nó vẫn chưa có cái gì chắc ăn cho mình hết. Vẫn còn nói chuyện với bạn trai cũ thì em nhắn tin hỏi thăm qua lại này kia nọ, xong cái đang ngồi gì nè, cái vô tình ảnh nhìn qua xong thấy. Mà lúc đó ngoài trời đang trời mưa, ấy là mưa tầm tã, cầm cái điện thoại vứt đi ra ngoài mưa luôn. Dục luôn. Đập hay là ném? Ném nữa. Mà lúc đó hai đứa quen nhau được bao mấy tháng rồi? Chắc cỡ 4 tháng á chị. Em bất ngờ không? Em bất ngờ chứ. Em nói sao anh có thể hành động thô lỗ gì nhỉ? Lúc đó anh cọc lên luôn. Làm sao không thô lỗ được, nếu là em có thô lỗ không? Thì là xong cái mình về mình mới suy nghĩ, à chắc mình sai rồi. Em thấy ảnh buồn, thấy ảnh im lặng. Dù lúc đó anh rất là wow, nhưng mà sau đó về anh im lặng, anh không nói gì hết. Thì em mới nhận thức được, à cái anh này ảnh dành tình cảm cho mình nè. Thì cho nên là bây giờ cái tâm trạng ảnh mới tụt dốc vậy đó. Thì em thấy chắc là được, tiến tới được. Bạn bè cho em cái mốc là 3 tháng mà còn quen với ảnh thì mới nói chuyện. Mà lúc đó là 4 tháng rồi mà em còn chưa chắc ăn nữa. Trong cái khoảng thời gian mà em không có điện thoại như vậy, nếu như gia đình mà có một cái sự cố gì đó, làm sao mà liên hệ được với em? Có không? Nó có sự cố. Có sự cố. Cái ngày hôm đó thì bà nội em mất. Dạ, có nghĩa là từ lúc cái điện thoại nó tắt nguồn cho tới lúc mà em hay bà nội em mất luôn là qua một đêm, là bà nội em mất lúc 4-5 giờ sáng. Muốn gọi điện lên để mà kêu báo về, cho về, về Hậu Giang lần đi đây về tới đó tới 4 tiếng, 4 tiếng rưỡi. Rồi sao? Tới trưa em mới hay. Rồi mới tích tắc chạy về. Cũng may về tới nơi thì vẫn còn kịp để mà nhìn lần cuối. Nhìn lần cuối nha. Rồi khi nào thì em mới dẫn bạn gái về công khai với gia đình bên mình? Cũng mới quen vài tháng rồi là em cũng đưa về nhà, giới thiệu nhà em rồi. Rồi bao lâu thì tụi em tổ chức? Tụi em thì đang ký kết hôn hôm trước Tết vừa rồi, tháng 12 vừa rồi. Thì tính là ăn Tết xong sẽ đám cưới. Thì ăn Tết xong là dịch. Dịch đến bây giờ luôn, đặt nhà hàng xong hết, in thiệp xong hết, chụp hình cưới xong hết. Đến giờ này chưa đạt được luôn. Trong khi con là tháng sau là thôi nôi rồi. Giờ từ lúc mà chưa có con mà cho tới bây giờ con thôi nôi luôn. Mình cũng đã là vợ chồng rồi, chỉ có điều bây giờ mình có một cái bữa tiệc để mà ra mắt bạn bè cho nó vui này kia nọ. Như là phụ nữ con gái mà thì con gái ít nhất phải một lần lên xe hoa, phải được mặc áo cưới dâu. Em muốn vậy, em phải được những điều đó. Tụi em quen nhau bao lâu thì bắt đầu mình đăng ký kết hôn mà mình chính thức là dọn về ở chung với nhau? 2 năm, quen 2 năm thì đăng ký kết hôn. Mà chị hỏi nè, khi mà hai đứa quyết định là sống chung với nhau như vậy là đã có ý định là có con liền chưa, hay là cái đó là nó là sự cố mà có con sớm hơn? Dạ không, mọi kế hoạch là được vợ chồng em lên kế hoạch hết. Thì em tính phong thủy, năm nào mang bầu sinh đứa bé đó phải hợp với mạng ba mạng mẹ không? Kỳ quá, trong cái giai đoạn mà mang bầu á, thì là cái ngày em sinh á, thì là nguyên một tuần đó là anh quay hết kính ngày luôn, chỉ nghỉ đúng một ngày thôi. Xong anh về anh soi sau bụng, anh kêu là con ơi con có ra ngày hôm nay nha, chứ nếu mà ngày mai con ra thì ba không biết làm sao luôn, lúc đó ba không có ở nhà. Ngay hôm đó em bé lại ra luôn. Rồi bây giờ vậy này là về ở chung nhau rồi ổng có tật xấu gì không bé? Cái tật của ảnh thì chỉ có cái là mỗi lần mà anh đi nhậu về, mà mỗi lần mà anh uống bia vô là ảnh không ngủ với em, để em ngủ trên giường và ảnh nằm ở dưới đất, dưới sàn nhà ảnh ngủ. Thì hồi đầu á em bực, em nói ủa sao mỗi lần chồng say vô cái giống như là cái tính thật ở trong chồng nó trỗi dậy, nó kêu lên giống như chồng ghét vậy lắm, chồng không nằm chung với vợ vậy. Giới tính thật nổi lên. Giới tính thật á. Dạ.
không thích ngủ với ba. Kiểu vậy. Hồi đầu thì em cũng cọc lắm. Anh mới kêu là không phải do tại chồng uống bia vô, xong cái người chồng nó nóng quá, nó nực quá. Chồng nằm trên niệm nó lại càng nực. Mà nằm chung với vợ thì vợ gác vợ ôm á, cho nên quá nóng luôn. Chồng phải đi xuống đất chồng ngủ. Em cứ uống bia vô là người em nó bị nóng trong người lắm. Bốc hỏa đó. Em phải về em phải nằm ngay cái máy lạnh. Phải nằm dưới sàn sàn gỗ. Nguy hiểm nghe, nguy hiểm nghe. Chị phải nhắc liền cái đó nha Đương. Không có được nha Đương. Đừng bao giờ nghe em. Dạ. Đó em cứ canh, cứ ngày nào mà anh nằm ở dưới đất là em tắt. Tắt hết máy lạnh. Đúng rồi, chắc là tắt cho ổng đâu biết đâu. Dạ lúc đó ngủ say xỉn, ngủ say rồi. Tuần anh bia mấy lần nói chị nghe coi. Tuần thì ra đường khoảng cao lắm là 3 ngày. Không, bây giờ còn ngày 2 ngày. Như là anh đi đâu em không cần biết, nhưng đúng 1 giờ là anh phải có mặt ở nhà. Là nghĩa là trước 1 giờ là về. Dạ, đi đâu rồi cũng chị, vậy. Chị hiện tượng ngày xưa là em là một năm đủ 365 ngày em ngồi ngoài đường. Đến 4, 5 giờ sáng mới về. Đến nỗi cái tuần vừa rồi em không ra ngồi với bạn bè, bà còn nhậu. Sao chồng đi nhậu nữa? Bà còn bắt em đi, đi đi. Ở nhà nhiều quá, gặp mặt nhau nhiều quá vì chán á chị. Sao em kêu thôi chồng đi nhậu đi, chị mà ở nhà ngồi suốt ngày ở nhà. Tự nhiên mỗi lần say vô giống như là em với ảnh là tình ở đâu mà trăm năm á, thương vợ dữ lắm luôn. Ngồi nhậu nhắn tin, trời ơi chồng nhớ vợ quá, giờ chồng về nè. Cái xong chạy lên xe về cái cũng gọi video call, chồng đang chạy về nha. Về tới nhà là cứ vợ ơi vợ xịn, xịn mình phải xào xạo đi về, không bị chửi anh. Mà người ta nói khi mà xịn á là lúc đó là người ta thật nhất á. Em có muốn anh thay đổi gì không? Không, gì không? Em muốn chồng vẫn là như vậy. Em rất hài lòng chồng, nhưng mà chẳng qua là tại vì tính em quá khó chịu, quá khó tính. Em bị ảnh hưởng tính ông bà nội cho nên là giống như nó bị già trước tuổi. Ví dụ như mà em lỡ kêu chồng ơi, ví dụ như anh ơi thì em không sao. Tự nhiên anh quay qua, cái gì? Làm thôi khỏi nói, giờ không nói nữa. Coi như khó khăn kè re cắt rắc á, lời đúng nói rồi, đó đúng không? Không, không khó khăn kè từng thứ luôn. Thôi bây giờ nè vậy, bây giờ nè luôn. Tới phiên cánh đơn luôn á. Em xả đi. Bây giờ em có hai điều khác mọi người thôi, là rất là kén ăn. Khó ăn lắm. Kén ăn như thế nào? Vậy giống như vợ em không ngửi được mùi mắm đi. Mà em thích ăn dưa mắm. Vừa mở cái hộp dưa mắm ra là bà bê cơm vô trong phòng bà ngồi luôn. Bà chạy luôn. Bà chạy luôn. Giống như không ăn được nước mắm nữa. Mắm ở dưới miền Tây mình thì có ăn được không? Mắm dạ là không, phải nấu lên giống như bún nói mắm là, được. Nói chung là em chỉ ăn được những cái đồ chính. Mắm nấu lên em ăn được, hoặc nước mắm nấu lên em ăn được. Còn khi mà nó sống em cảm nước cái mắm cũng không ăn được luôn. Dạ không ăn được. Giờ giống như bánh xèo là cái hai cơm tấm là cái linh hồn mà nước mắm nước chấm đi. Đúng không? Ba chấm bằng nước tương không à. Rồi không thích ăn cái gì nữa không? Tỏi. Cứ hệ miễn chồng có ăn tỏi là chồng ngồi đó nha, chồng không được lại gần vợ nha. Có một người anh chỉ là khi mà mình ăn tỏi thì mình ăn đậu phộng sống, nhai mấy viên đậu phộng sống vô thì nó sẽ mất cái mùi mất tỏi. Anh Hiếu Hiền á. Hiếu Hiền chị mà công nhận đúng. Mà học cái này nghe. Dạ. Hết thật chị. Rồi hành thì sao? Khi nào có khách thì mới bỏ hành cho đẹp thôi, chứ còn nếu mà bình thường hai chồng đó là không món gì có hành hết. Rồi, rồi ăn ốc thì chắc ăn cũng được luôn rồi. Ăn ốc xào tỏi nhiều lắm. Đó. Đâu có ốc luộc được. Tức là xào thì ăn được. Có nghĩa là nấu chín được. Chín thì ăn được, mà tỏi sống không ăn được. Được. Dạ. Là chỉ có là khó ăn thôi nè, đúng không? Còn cái món nào mà bà ăn được thì sao? Ăn được thì ăn khủng khiếp lắm. Ăn một mình ăn cho ba người luôn. Giống như cách đây mấy ngày đi em mua cá về em chiên đi. Em mua 9 con cá về em chiên thì em nghe nói là cái này em trong đầu nghĩ chiên buổi trưa chắc là buổi chiều là ăn đủ luôn nè. Tại có hai chồng ăn à. Em ăn nguyên tô cơm em ăn có một con cá thôi. Còn 8 con cá. Em quay qua là hết 8 cá luôn. Hết luôn. Sống bằng hết cảm xúc kệ đi. Nói chung là thích cái nào là xào hết cái đó luôn. Vì hồi xưa lúc mà còn con gái em ăn ít thật sự. Nhưng mà từ lúc em sinh em bé ti sữa mẹ. Cho nên là đúng em bị giống như em bị mất sức nhiều á. Em cảm thấy em đói hoài. Em mọi ăn hoài, ăn bao nhiêu cũng không thấy đủ. Sinh xong chứ cũng không tập dục mà không có bụng cũng gì luôn. Mà ăn bây giờ rất trở nhiều. Về cái thể trạng. Đâu có tính xấu gì đâu vậy, em có mong muốn thay đổi gì không? Chưa nói kể đi. Bây giờ nè, hồi nãy tự nhận là nó giống bên nội đó. Đó 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 là không biết là cái tình cực kỳ khó chịu, cầm ràm. Giống như mình làm cái gì đó mà chật ý cái là cầm ràm liền à. Khó chịu với khó khăn từng mọi ly từng tí đến đến độ mà em nói chuyện với bà em nói bà trên đời này tôi không nghĩ có thằng chồng nào mà trước khi nói chuyện với vợ mình mà phải uống lưỡi 7 lần. Hồi lần mà tôi muốn nói điều gì ra với bà là tôi thề tôi phải nghĩ có nên nói điều này ra hay không, tại sợ bị sửa lưng. Đúng rồi, sửa lưng sợ cắn liền luôn á. Sửa lưng gì anh sửa nhưng mà anh hỏi Đơn là Đơn có cảm thấy khó chịu không hay là thấy cái tính nó đáng khó yêu? Khó khó có cái nào quạo có nhiều khi anh em nhiều khi em giận luôn em giận lắm. Để em giải thích với chị Hồng Vân với anh Thuận hiểu là như vậy, tại vì do cái hoàn cảnh sống á, khiến em bị lậm cái tính. Có nghĩa là hồi lúc nhỏ em sống rất ít cái tình thương.
với lại xung quanh rất là nhiều người không có thích mình, không thích gia đình nội, hàng xóm láng giềng, thậm chí là bà con ruột luôn. Gặp mình á là mọi người cứ hay dè biểu, cứ hay nói xấu, hay là cứ hay ghét bỏ, cứ hay này kia với mình, thái độ với mình. Cho nên là em bị cái tâm lý đó, là khi mà cái người ngồi cái bên mà người khác chỉ cần mà nói hơi lớn tiếng với em một chút xíu thôi là tự nhiên em rất nhạy cảm, là tự nhiên là em gươm gớm nước mắt liền. Em bị một cái đó, cho nên là không có muốn chồng nói chuyện lớn tiếng với mình. Chị hiểu rồi, chị hiểu rồi. Bạn bị giống như là con chim mà bị tên em. Thành ra là bạn cực kỳ mẫn cảm. Cái gì mà tạo cho bạn cái cảm xúc là hình như là bạn đang bị tấn công? Thì vì sao? Vì sao bạn lại khó với em? Vì em bây giờ gần như là tất cả đối với bạn và cái gia đình nhỏ này thôi. Thành ra là bạn rất sợ nó bị chày xước. Em hiểu ý chị không? Thì cái đó là về phía của Như, đúng không nè? Nhưng còn về phía của Đơn, rất tội nghiệp là coi như là Đơn bây giờ là mất định hướng luôn á. Mất phương hướng luôn đó. Mình đi làm việc nhiều á cưng. Thì cái nhà mình là cái nơi để mình xả, mình sống thật được nhất. Có nghĩa là mình muốn nói sao mình nói, mình muốn ăn sao mình ăn, mình muốn xả sao mình xả. Chứ còn mình đã ở bên ngoài, mình phải lựa lời ăn tiếng nói, mình phải uống lưỡi 7 lần rồi. Bây giờ về tới nhà mình lại còn như vậy nữa là coi như chết. Không biết sống thật chỗ nào. Chẳng hạn như là chồng, ví dụ như chồng cái gì đó, ví dụ vậy thì đó là cái giỡn. Còn gì, ví dụ em vậy là một người khác. Rất ít giỡn luôn, không giỡn rất là tập giỡn đi. Tập giỡn đi, nếu mà như vậy thì tập giỡn đi, cái gia đình nó sẽ bị cái không khí rất là nặng nề. Không, em cũng có nhận thức được. Nói với chung cái là thứ em hai cũng... anh đứng về cái góc độ của Đơn á, nếu như mà cứ phải mà khi mà nói chuyện với vợ mà phải lựa lời ăn tiếng nói nữa, thí dụ một thời gian ngắn thì được, thời gian dài nó sẽ rất khó chịu. Và cái nữa, nếu như ở bên ngoài mà em đã bị áp lực, công việc đã quá nặng nề rồi, bây giờ về nhà mà nói chuyện với vợ mà cũng phải áp lực nữa thì thật sự rất là nguy hiểm. Trời ơi, chị, anh chị có tin là đến nỗi mà sẵn em kể luôn, anh chị có tin đến nỗi bây giờ mà mỗi lần em muốn up cái hình nào lên Facebook em phải xin phép vợ em là phải hỏi ý kiến á. Up hình này được không vợ? Chị tin đâu, ghi caption này được không? Dạ, là phải hỏi ý kiến không, luôn. Không phải, để em thầy giải thích cho mọi người hiểu. Tại vì á, cái thế giới của anh Đơn mà thì rất nhiều báo chí người ta dòm vào. Ví dụ như mình biết tính ảnh hay hài hước hay giỡn, nhưng khi ảnh viết cái đó trên mạng xã hội, người khác đâu có hiểu là ý anh đang nói gì. Cái vô tình cái giỡn của ảnh nhưng mà lại làm một cái câu chuyện để cho báo chí dục tiếp. Em không thích, em nói là chồng có thể giỡn ở nhà, nhưng riêng trên mạng xã hội là phải nghiêm túc. Chồng có thể đọc thông tin trên đó, có thể giải trí trên đó, nhưng mà khi viết một cái caption gì đó thì phải thật nghiêm túc. Kiểu không, cái đó thì vợ em là có phần không, đúng. Chồng không nói gì với mấy caption vui, nó đăng hình của chồng với vợ nó kia thôi. Thì đúng rồi, tức là bạn này là bạn kỹ về cái truyền thông á. Mình làm cái nghề này kỹ truyền thông là tốt. Nhưng mà riêng ở nhà, Như đổi đi, Như đổi đi, với lại là chị muốn cái mắt của Như phải vui, mắt Như buồn quá. Em ở nhà Đơn dạ, hài hước gì rồi. Chị Hồng Vân nói đâu, rất là nhiều người nói, nhưng mà thật sự không biết tại sao cứ người nào gặp em cũng bảo mắt em rất buồn. Em đẹp nhưng bây giờ buồn. Em cứ thay đổi đi, em cứ thay đổi sau này, em đang thử thay đổi đi. Và anh nghĩ là Đơn nha, cái độ khùng ở nhà của em á, bây giờ ví dụ như mới năm thôi, bây giờ về sau bữa nay em nâng lên nữa đi, cái độ khùng của em lên 7-8 gì đi nha, mua lửa lắc vòng gì đó để cho khỏe vui hơn nghe Đơn. Và thậm chí viết một bài hát tặng vợ. Có với bài hát luôn á. Bài gì? Nói là vui lắm. Em chuẩn bị ra bài hát nói khuyên các chàng trai đừng nên lấy vợ. Em hả? Em thề, em chuẩn bị, anh chuẩn bị ra một cái bài hát sẽ có MV rồi. Em khuyên các chàng trai chưa lấy vợ thì nhìn anh nằm trong gương là đừng có nên lấy vợ. Không khuyên người ta đừng lấy vợ thì làm sao tụi tôi có người để mà nói chuyện? Chết, đừng lấy vợ làm sao tụi tôi có người nói chuyện? Rồi chương trình người ta cả các cặp vợ chồng rồi làm sao? Thôi, rồi tôi thất nghiệp nè. Em khuyên nhưng mà đâu ai cũng nghe em. Suy nghĩ lại đi nha. Rồi, xin cảm ơn hai vợ chồng đã đến với chương trình Vợ Chồng Son.